Ngày 3 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra với Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999 ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, và hai đối tượng khác. Theo điều tra, Thảo đã thuê một căn nhà ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tầng 1 dùng để kinh doanh mỹ phẩm, tầng 2 Thảo cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở. Ngoài căn nhà này, Thảo và đồng phạm còn thuê một số trung cư trên địa bàn Hà Nội phục vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú, 59 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, về tội giết người. Trước đó, Phú là người đã dùng súng bắn tử vong hai người trước cổng nhà mình. Nguyên nhân là nhóm người này do mâu thuẫn đã đến nhà Phú để đe dọa. Sau đó, Phú cố thủ ở trong nhà cho đến khi lực lượng chức năng đến thuyết phục thì đối tượng đã ra đầu thú. Sáng mùng 3 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy hai thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi. Cách đây 5 ngày, hai thanh niên trên cùng 9 người khác nhập cảnh trái phép, được công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi. Tuy nhiên vào tối mùng 2 tháng 5, hai người này đã trốn khỏi nơi cách ly. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Trường Lao, huyện Mừng La, tỉnh Sơn La, phát hiện bắt giữ đối tượng Lầu Á Chứ, sinh năm 1996, trú tại bản Đán Én, xã Trường Lao, huyện Mường La, về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin nặng gần 670 gram. Chứ khai nhận đã mua số ma túy trên của một người quen ở tỉnh Điện Biên để về bán cho một đối tượng khác ở Hà Nội kiếm lời. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đơn vị vừa xử lý 9 mô tô phân khối lớn, đi về tốc độ rất cao gây nguy hiểm tại cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Các xe này gồm nhãn hiệu BMW S1000R, Yamaha MTN-155, Kawasaki Ninja 400. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ các xe vi phạm. Với hành vi trên, các tài xế sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước bằng lái 3 đến 5 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.